In the summer, it starts at the 8th to June and July. The French calendar is always come to the forest. It's very soon, and when they eat, it's a very full stomach and come back the cave, and they eat a play with the tree surrounding cave. It very look very funny, and they also come to the cave. It's early than dần dần winter. Cái mùa nào thì nó bắt đầu động đực và nó đẻ con này? À, thường thường động đực là nó chỉ thường thường vào tháng 11, tháng 12. Cold season like this period, they always come to the forest. It's quite soon and they stay all day in the forest. And when suddenly have a sunshine, they will straight away come to the rock to side the sun. In this season, when they wake up and they come straight away to forest for eating, and they always in the forest, and you know, until the noon around 11 to 1 p.m. they have take a nap, and then they will eating in afternoon. Thỉnh thoảng nó mới kêu nó chắc là nghe thấy giọng con quen nó mới dám kêu. Con vượn so 10 năm về trước nó có nhiều lên không hay là nó ít đi chú? Bây giờ nó tăng đàn lên chứ. Bây giờ là tăng lên rồi, tăng đàn lên nó sinh nở nhiều lên đấy. Nhưng mà cái giống này nó không ăn một cái gì cả đến bọn mình cả. Trong này thì bọn bao ở đây đó cùi khô đấy được mà đun. They say that in here only for feel good. I mean, they hunt for certain animals, but not Francois langur, and they use the forest to get fuel wood, right? Yeah, so that, yeah, that bread on the forest natural reserve, the honey, the fuel wood only, not much cut down tree for timber, right? And less than hunter. Mà cái đàn của mình kia tối kia đấy là nó lại ăn sang quanh bên bờ sông thì nó vào, đấy nó lại sang quanh về mùa muộn. Còn cái đàn ở trong cái hũm ở trong cái chỗ cốt thìn kia đấy thì cái đàn đấy là lúc nào nó đấy. And they see not any the new evidence of Frankenstein today. So, they think today the Frankenstein will not come here for sleeping. So maybe today we fail. Đi đấy tối nay là chụp bên này khác đoàn nhé, bên này là khác đoàn nhé. Cái chỗ này thì lúc nào cũng ngủ. Bây giờ cái đoàn đông này, 21 con. Franklin go always sleep this rock. And to this evening, you will take video at location. Here. Yes. And we also make two group. You and Mr. Tui at here, and Mr. Hui will guiding me to come to the behind of this mountain. Okay. And see another group. Yeah. One, two, three, four. Four. Anh em nói bé bé để nó.
Ở xa thế này mẹ thoải mái. Bây giờ kêu cũng không đi. Bây giờ kêu cũng không đi. Quen người rồi. Rồi, hồi lắp chiếc của em. Nhiều con này già là hai con. Đi hai con rồi. Giờ này bên luôn mình ấy giờ. Bên luôn mình ấy yêu anh. Khổ ở hú mình phải thong tuế. Khổ hú mình ấy mà. Mày cũng có khả cầm hàng cằn hơn rồi. Nào lên vô lên kia kìa. Úi giời lên con to kia lên kìa. Con có to kia lên đang lên cành cây. Hai con. Ba con rồi. Ờ đi kìa kìa hai con. Úi giời ba con. Khả năng thì cha chín đi. Cha chín đi. Ba con lên đấy. Bốn con. Úi giời bốn. Bốn con. Tôi đã thu nữa. Chẳng qua nhìn có thấy em bé ở trong bụng. Đấy. Thì già già đến bốn kỳ chỗ kia là bốn con. Bốn con rồi. Bốn con này còn năm con. Đúng. Bốn con. Một con nhúng của âm đâm xuống rồi. Một con to mà. Ôi. Để chú chứ ông đánh thí chú đi. Con đâm xuống sớm mà. Có thể nó sẽ trườn lên kia. Ui ui giời. Một lần nó quá kia nữa. Đây con kia nó năm con. À dạ con này đi khác đường đấy. Ừ con này đi khác đường. Con này khác đường. Con này. Lên thắng không phá được. Don't worry. No. That didn't mean phải làm lúc. Have good luck. Mình luôn on. Yeah. Yeah. Wow, cái như thế mà. Tổ mẹ tu vào con tổ cái nó. Giờ bên con liệu mà nè giờ. Bây giờ chính thức ăn cái khẩn thông tu vô. Bây giờ tôi đã thăm. Tôi đã thăm. Bộ ăn tu mấy con nữa bây giờ tính. Francois Langurs in the Lumbing Forest area are the last viable population of the species in Vietnam. There's roughly about 150 remaining in Vietnam, of which at the location at Lam Binh we have potentially up to 70 remaining species, animals in roughly about 8 to 10 subpopulations in that area. And hence it is vitally important because these species the species itself is isolated throughout the other remaining populations in northern Vietnam, and by having these 8 to 10 groups together, it means that it's a very, very important global population and obviously very important for Vietnam. This is the three-dimensional map here is based on a scale model of 1 to 6,000. So we place a number of sheets, 3 sheets of the topographic map on the table. And then from that, the local people participated in using cardboard and built up each of the layers to make it a three-dimensional map. So it's a very participatory process throughout the 8 days of which the whole activity covers, including 3 days of training and 5 days of this activity. They can paint, they can fill the holes, and then this morning they've been working out the legend for the map. And hence, this afternoon, once all this dries, they can start painting with different colours of paint so that they can demarcate different areas and different zones within their community and within their land uses and their forest areas. We can locate the location of sleeping site of Francois Langurs. Yes. And we may have some initial information about the home range or distribution area of Francois Langurs, of living groups. To pinpoint commune offices, land use areas for agricultural or residential areas, then the location of Francois Langurs habitat caves, areas where they've seen Francois Langurs grazing, foraging, and where they have livestock graze in the forest areas, or there's overlapping between the Francois Langurs habitat, critical habitat, and various agricultural and livestock land use. In this country and as many other countries, the governments are failing to conserve biodiversity in protected areas. Why? A lot of times because forest concessions come in harvest timber, or a lot of times because local communities come and harvest timber, hunt, etc., etc. So in reality, the people that have the decision-making power of whether or not a conservation area succeeds are the people that live around it, the local communities. And by convincing or by working together with the local communities to protect or to conserve habitats and species, I think that is the way forward. Yeah? And then the government can monitor, the
government can help monitor, the government can help provide technical advice, technical assistance. But in my opinion, it's not the function of the government to be actually protecting biodiversity in protected areas. It should be either concessioned out to particular NGOs or institutions, or given to local communities for management. At this time, what we are trying to do is not gazette, but actually for it to be the area of Lambing to become a community-based conservation area. Local people to help maintain the species, yeah, and the government to help monitor maintenance of the species. We have a great potential for ecotourism. You probably have heard about the De La Curve Land Corps, where local people are actually managing an ecotourism approach, yeah, to save the species as well as receive income. Địa phương có quần thể vọc đen ba trắng lớn nhất của Việt Nam, rồi trách nhiệm của tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua cũng đã có rất là nhiều biện pháp và chương trình kế hoạch để làm sao là bảo tồn được loài vọc đen ba trắng. Đặc biệt là với một số hệ thống giải pháp và tổng hợp thì mục đích cuối cùng là bảo vệ được đàn để duy trì và để đàn sinh trưởng phát triển tốt. Với các cơ quan chức năng từ tỉnh đến huyện Lâm Bình, với địa phương xã, các xã có quần thể vọc đen ba trắng bằng nhiều biện pháp tổng hợp để tăng cường tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, phát triển sản xuất kinh tế hộ gia đình, đặc biệt thâm canh các loại sản xuất lương thực để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, đảm bảo sinh kế, đảm bảo cuộc sống và ít dùng cái áp lực bằng khai thác và vào rừng săn bắt chim thú và đặc biệt ảnh hưởng đến quá trình môi sinh của loài vọc đen ba trắng. Thế thì trong quá trình khoa học 8 ngày, thì trong quá trình riêng tôi thì tôi biết là cái chỗ này về cái loài vọc. Thì nói cho đúng về cái loài vọc này ở đây thì nói về ngày xưa thì nó chẳng thấy quý, bây giờ trong quá trình thì nó thấy mới biết được là cái loài vọc này nó rất quý ở cái chỗ nó không bao giờ làm hại đến người dân và không làm hại đến về vấn đề về khác về lĩnh vực của bà con nó đi làm nương làm ấy thì về bây giờ thì mới biết là cái vấn đề này nó rất quý, bởi vì cái loài vọc này thì nó chỉ có ăn về thực vật thôi. Thì trong quá trình học thì tôi mới biết được là cái bây giờ thì mới biết là nó có rất giá trị về bảo tồn về cái loài vọc này. Em bé thì về cái loài vọc này thì nó vì rất quý, ngày xưa này nói cho đúng là nó không thấy quý nhưng mà bây giờ mới thấy quý. Về cái loài vọc này nó rất hiếm, về vấn đề các tỉnh khác thì nó không có, chỉ có mới là Nà Hang, Hà Giang thì mới có. Thì bây giờ từ khi về khoa học này thì bây giờ tôi sẽ tuyên truyền lại về cho bà con ở trong thôn. Về lĩnh vực khác thì tôi không dám nói, nhưng mà tôi sẽ tuyên truyền cho về trong thôn, sẽ vào ban anh em ở trong thôn để thứ nhất là không cho đi săn bắn về loài vọc này, thứ hai sẽ vào ban dần là không chặt phá về cái chỗ môi trường sinh thái của loài vọc nó đang sống. Cái đấy thì là theo anh, ý của anh thì nó cần phải bảo vệ và cần là vào cuộc lâu rồi, chẳng qua là chưa có cơ quan nào mà đứng ra để mà khoanh vùng, để mà phối hợp với nhau thì cùng nhau bảo vệ. Thế nhưng mỗi người dân đứng ra là không được, phải cả có cả cơ quan, có cả pháp luật vào một cuộc nó mất thì có thể là giảm bớt đi về cái phần giết cái loại đó thì nó mất đi. Ý anh là rất thích. Từ đấy về là chị trước thì chị cũng chả hiểu biết được cái gì loài vọc, từ lúc không phải là cái khóa tập huấn này mà là chị cũng được cái thông tin là cũng biết từ trước rồi, là chị cũng có bảo vệ, cũng luôn nhắc nhở bà con, luôn khuyên bà con.